chính thức lên kệ từ hôm nay. Ra mắt những ngày đầu tháng 6 năm nay, Oppo Reno ngay lập tức thu hút đông đảo người quan tâm với lối thiết kế camera trượt vây cá mập, khác biệt hoàn toàn so với hầu hết smartphone trên thị trường. Lối thiết kế mới mang đến sự mới mẻ cho thị trường vốn đã bão hòa trong khoảng đầu năm đến nay. Cụ thể, Reno sở hữu ngôn ngữ thiết kế đậm tính thẩm mỹ với camera trượt hình dáng, vây cá mập độc nhất trên thị trường. Việc đưa vào camera trượt, vây cá mập giúp cho màn hình được thiết kế sát viền mang lại tỷ lệ hiển thị ấn tượng, lên đến 93,1% so với thân máy. Đặc biệt dòng sản phẩm này dùng màn hình OLED kích thước 64INCH, cho khả năng hiển thị màu sắc đẹp mắt, độ đen sâu thấm. Chính những điều này khiến cho sản phẩm gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng trong nước. Trong ngày mở bán hôm nay, những chủ sở hữu đầu tiên của Oppo Reno đã lộ diện. Bạn Giao Niên, Ngụ Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây thực sự là một mẫu smartphone sở hữu thiết kế đẹp và độc đáo chiếc smartphone này được hoàn thiện đầy cao cấp và màn hình hiển thị rất sáng giá. Chị nên rất vui mừng khi là người đầu tiên ở Việt Nam được sở hữu sản phẩm này. Một khách hàng khác đến từ Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, rất ấn tượng với lối thiết kế, vây cá mập, anh này thích nhất ở trong camera trượt. Vây cá mập được lồng ghép loa ngoài đầy khéo léo, giúp cho màn hình không có điểm nào để có thể chê được. Màn hình hiển thị ra tràn viền, anh cũng đánh giá lối thiết kế mặt sau gây thu hút với hệ thống camera xếp dọc đầy đẹp mắt. Anh Đăng Ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Oppo Reno thực sự là một smartphone cao cấp đáng mua với bởi độ hoàn thiện tỉ mỉ, cấu hình cùng hệ thống camera chụp ảnh đẹp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng. Vị khách này đánh giá thiết bị này đủ sức để khuấy đảo phân khúc trên 10 triệu đồng và tạo ra sức ép không hề nhỏ cho các đối thủ khác. Theo số liệu từ GFK, OPPO đang nắm giữ vị trí top 2 ở phân khúc 3, 5 triệu đồng và ở phân khúc 7, 10 triệu đồng hãng này đứng vị trí thứ 1, vượt Samsung. Sự thành công của OPPO đến từ việc định vị sản phẩm, đánh đúng tâm lý khách hàng muốn một sản phẩm tốt, camera đẹp cùng mức giá phù hợp, nổi bật có mẫu F11PZO, đã phá đảo thị trường liên tục từ đầu năm đến nay, được khách hàng đón nhận liên tục. Đây là smartphone bán chạy nhất trong phân khúc 7, 10 triệu đồng trong những tháng qua. Đây có lẽ là cơ sở để OPPO tiến lên một phân khúc mới với sự xuất hiện của Reno. Thực sự ở phân khúc trên 10 triệu đồng là một phân khúc cực chua cay khi người dùng đã không còn chi quá nhiều để mua sắm smartphone. Tuy nhiên, trong cái khó, nó mở ra cơ hội lớn cho người biết nắm bắt. Một đại diện hệ thống bán lẻ lớn từng nói rằng, người dùng không chi nhiều tiền không phải vì kinh tế hạn hẹp mà những sản phẩm hiện nay chưa đủ sức hấp dẫn. Nếu như một sản phẩm tạo nên một cái nhìn thu hút, sự cách tân từ thiết kế, cấu hình mạnh mẽ sẽ đủ sức để hút khách hàng, chẳng hạn như F11 PZO. Với lối thiết kế camera trượt đầu tiên của OPPO ở phân khúc dưới 10 triệu đồng đã ngay lập tức thu hút người dùng và liên tục phá đảo thị trường. Do đó, đây cũng sẽ là một cơ hội rất lớn cho Renault có thể tạo nên một dấu ấn cho người dùng với công nghệ lẫn trải nghiệm. Theo một đại diện của OPPO đã chia sẻ, Renault được xem như phát súng đầu tiên của hãng này nhằm mở ra kỷ nguyên mới cho OPPO tại Việt Nam và hứa hẹn cho nhiều bước đi bất ngờ phía trước. Minh chứng sắp tới, OPPO sẽ bán phiên bản OPPO một 10X vào cuối tháng này, một phiên bản nâng cấp hơn với chipset đầu bảng nhà Qualcomm Snapdragon 855 và hệ thống camera zoom quang học 10X. Hiện các sản phẩm Oppo Reno đã chính thức lên kệ từ hôm nay với giá 12,9 triệu đồng. OPPO Reno bán ra thị trường Việt với phiên bản Reno tiêu chuẩn dùng chip Qualcomm Snapdragon 710, RAM 6GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB máy hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt và cảm biến vân tay trong màn hình. Phía sau, máy dùng hệ thống camera Sony IMS 586 độ phân giải 48MP với cảm biến siêu lớn 1 trên 20 INCH. Khẩu độ F trên 1.7 kết hợp thuật toán phần mềm mfnr và HDR, giúp chụp tốt trong điều kiện thiếu sáng. Nếu người dùng có nhu cầu lớn hơn về hiệu năng lẫn tính năng camera thì vẫn có thể chờ đợi phiên bản Reno 10XZOM sẽ được mở bán vào cuối tháng 6 này. Reno 10XZOM sử dụng sử dụng vi xử lý đầu bảng của Qualcomm Snapdragon 855, 8GB RAM và 256GB ROM, cùng nhiều tính năng camera nâng cấp, chụp góc rộng, zoom lai 10x quay video 4K cho hiệu năng lẫn tính năng camera mạnh mẽ hơn bao giờ hết